Mời quý vị và các bạn trở lại với nhà thi đấu tỉnh Hải Dương để đón xem trận thi đấu bóng chuyền nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền, giải vô địch bóng chuyền hơi đại hội thể thao lần thứ 9 năm 2022. Trước mắt quý vị và các bạn là trận thi đấu bóng chuyền giữa hai đội tuyển Nam Sách và Thanh Miện. Đội tuyển Nam Sách trong trang phục áo xanh quần đen bên phía xa màn hình của quý vị và các bạn. Đội tuyển bóng chuyền Nam của huyện Thanh Miện trong trang phục áo trắng xanh quần xanh phía gần màn hình của quý vị và các bạn.
Thank you.
Xin mời đồng chí đơn vị là đơn vị Việt Nam Sách và tổ chức sự kiện. Một lần nữa xin mời đồng chí trưởng đoàn của đơn vị Việt Nam Sách di chuyển về ban tổ chức. Mời đồng chí Dương. Đồng chí Dương đưa ra sách cho đơn vị của ban tổ chức. Hello.
Quý vị và các bạn đang xem theo dõi trận thi đấu giữa đội Nam Sách. Thanh Miện thì số lúc này đã là 1-0 nghiêng về huyện Nam Sách. Và đây là những hình của set đấu thứ hai, và tỷ số hiện tại của set đấu thứ hai là 11-9 nghiêng về các cầu thủ của huyện Nam Sách. Tiếp tục theo dõi trận đấu này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin nhắc lại, để tiếp tục theo dõi trận đấu này thì các bạn hãy đăng ký, ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi trận đấu này.